Hello mọi người, Khôi xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Khôi mang đến cho mọi người một con xe, nói chung là cũng là xì bo, nhưng mà xe này là xe 110 cho anh em chơi Tết nha. Thì con này biển số cũng khá là dễ nhìn và dễ nhớ đó mọi người. Thì thông tin xe đây, em sẽ bật mí cho mọi người xe nghe nha. Con này là xì bo 110M14, đầu 19, hải quan chính ngạch, biển An Giang 27818, giá là 200 nha mọi người. Đấy, cái biển số xe thì cũng khá là dễ nhớ đó mọi người. Đây, 67C127818. Đọc nó cũng thuận miệng, nó cũng có dần đó mọi người. Thì con này là 110 đầu 19, xe em dọn từ trong ra ngoài. Thì từ trong ra ngoài có những gì để em giới thiệu cho mọi người xem nha. Trước hết là dàn đầu đi. Dàn đầu. Đây, cùm em thay mới nè. Bao tay em thay mới nè, gù viên em sơn lại nè. Đó, rồi đồng hồ em thay mới cho anh em chơi. Đây, còn về phần dàn sườn lốp nè, sơn rất là ok nha mọi người. Nếu như anh em nào mà lại xem xe trực tiếp á, không giữ ý chỗ nào thì cứ nói em sẽ hỗ trợ làm lại cho anh em. Đó, cái thứ hai nó là cây bogin. Cây bogin em sơn giả gam lại cho anh em chơi. Tiếng bô nó cũng khá là trong và khá là giòn đó mọi người. Thì xíu nữa em sẽ nổ máy cho mọi người xem nghe nha. Đây, dàn chân trước. Dàn chân trước thì heo, thì em xài giữ lại heo gin. Heo gin của Sibo để em thay mới. Đó, bánh cầm tăng lang 0202. Đây, vỏ em thay vỏ mới cho anh em luôn. Đó, áo thì là áo mới luôn. Xe này hiện tại đang đi phong cách 99. Nếu như anh em nào mà không thích màu này á, thì em có thể thay màu xanh, màu vàng, màu tím gì đó cho anh em chơi. Hoặc là anh em muốn lên đời thay áo 2000 gì đó, em cũng vẫn hỗ trợ cho anh em nha. Xe này biển số cũng khá là đẹp, cho nên là anh em nếu như mà thích biển số đẹp á, mà giá mềm á, thì cứ ủy quyền con này mà chạy, bên em hỗ trợ ủy quyền cho anh em nha. Đây, về phần gấp, gấp sơn rất là đẹp, dán tem chữ nghĩa đầy đủ nha. Nhôm sinh dĩa anh thay mới cho anh em chơi luôn. Đó, tăng lan 0202, vỏ mảng cầu mới. Thì thay vỏ thì thay cho một cặp trước sau, cho nên anh em cứ yên tâm nha. Rồi về phần dàn sườn với lốc bên đây cho anh em xem. Đó, cạnh sườn còn rất là vuông vức cho mọi người, không có bị mục lũng gì hết. Dàn chân thì em thay mới, trong nghiêng em thay mới nè, cao su em thay mới nè. Đó, nói chung là xe 110 gần Tết rồi, xe nó cũng có giá lên chút đỉnh, cho nên giá là 200 lẻ. Cái này anh em có theo dõi cửa hàng thì cập nhật giá xe bên cửa hàng em á, thì anh em cũng biết rồi ha. Để em đi một vòng cho mọi người xem. 110 đầu 19 nha mọi người, hải quan chính ngạch. Con này biển số khá là dễ nhớ, 27818. Thì xe này em bán với giá là 200 lẻ nha mọi người. 67 An Giang. Đó, nói chung là xe này anh em chỉ về đổ xăng nhớt và chạy thôi. Thì khi mà mua xe bên cửa hàng em á, thì anh em cũng được tặng một combo quà tặng, đó chính là một cái ba ga em gắn sẵn trên xe, một cái móc khóa em gắn sẵn trong cái chìa khóa luôn. Cái thứ hai nữa là, cái thứ ba nữa là một chai nhớt thơm. Cái thứ tư nữa là một cái nón kết có in hình HK Team. Đó, cho nên là anh em cứ yên tâm mà mua mà chơi nha. Với lại bên em á, khi mà mua sẽ có hợp đồng mua bán cửa hàng với khách hàng, ghi rõ đầy đủ các nội dung. Trong đó có gì? Có thông tin xe nè, có thông tin khách hàng nè, và có thông tin của cửa hàng. Cho nên là anh em cứ yên tâm. Còn anh em nào mà không hiểu chỗ nào trong hợp đồng á, thì em có thể hỗ trợ cho anh em nha. Anh em chỉ cần chốt xe thôi. Ví dụ như anh em thích con này đi, anh em cứ alo cho em. Số điện thoại của em là 0767390140 nha. Số này em có xài Zalo luôn nha mọi người. Thì anh em cứ AD Zalo với em, rồi sau đó cứ nhắn cho em một tin, giống như là ví dụ như là 67C127818 giá làm sao em đó, thì em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em nha. Và tiếp theo thì bên em lúc nào cũng có chế độ là bao thay màu áo, bánh cầm, bánh manh anh em thích. Ví dụ con này áo 99 bánh cầm, anh em không thích áo 99 thì em hỗ trợ thay cho anh em áo 2000, hay là tem 98 hay là áo 98 gì đó, thì em hỗ trợ thay cho anh em miễn phí nha. Còn bánh căm á, thì anh em muốn đi bánh mâm á, thì em hỗ trợ thay cho anh em miễn phí, không có gì hết. Áo này là áo mới luôn nha mọi người, chưa gãy bát nào luôn. Xe còn rất là đẹp. Nói chung là em dọn từ trong ra ngoài mà, cho nên anh em cứ yên tâm mà chơi. Tại vì những cái xe này á, đa phần á, là xe cổ, mình dựng lại tân trang lại, mình bán cho anh em chơi. Cho nên là những chi tiết mà nó hư á, thì em bắt buộc phải thay thôi. Nhưng mà xe cổ mà, đâu có cái gì là hoàn thiện đâu mọi người. Ví dụ như sơn sườn lốc luôn nè, mấy cái đó là điều đặc trưng cần phải làm lại, là cái điều thứ nhất. Trừ những chiếc xe còn sườn lốc zin máy,
chưa trẻ, hoặc là cái sườn ghim, lốc ghim nó rất là đẹp. Thậm chí bên em khi mà bán xe cho anh em chơi, sườn lốc ghim xấu em cũng có giảm phớt lại cho anh em. Em cũng có nói là xe này có giảm, hoặc là xe này đã dọn mới rồi, chứ không có kiểu như nói có ra không, không ra có. Vậy đó nó mất thời gian đôi bên, với lại mình mất uy tín trong việc mua bán với nhau. Cho nên là bên em không có làm gì, tại vì xe bên em có sao nói vậy cho anh em chơi cho nó dễ, với lại đỡ tốn thời gian của hai bên. Anh em kiểu như em mô tả chiếc xe trên mạng á, trên YouTube á, nó gì cái anh em lại coi á, cái nó không như ý muốn của anh em, làm mất công thời gian anh em đi xa lại lên đường đây, lên tới trên đây luôn đó. Rồi cho em chốt xe nha mọi người. Con này là xì bo 110 đầu 19 hải quan chính ngạch biển An Giang. Xe này em bán với giá là 200 lẻ nha mọi người. Nếu như anh em nào mà kết á, thì cứ alo em, số điện thoại của em là 0767 390 140, số này em có xài Zalo nha mọi người. Rồi địa chỉ cửa hàng em là số 40 khu dân cư Metro, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hát cho phim Cần Thơ. Sẵn này thì cũng gần Tết rồi, anh em gán cày có tiền qua mua xe ủng hộ cửa hàng em đi mọi người ơi. Với lại gần Tết mình cũng mua xe mình chạy và với lại mình sử dụng. Thứ nhất giá xe, cái xe này giá trị nó rất là cao, cho nên em biết anh em mua về anh em cũng rất là kỹ, và em cũng thấu hiểu cái vị trí của anh em đang đứng. Ví dụ như em đặt bản thân em vào vị trí của khách hàng, thì mình mong muốn cái xe mình mua từ chỗ em nó chất lượng như thế nào và giá cả nó ra sao, thì cái đó em hiểu. Cho nên là bên em lúc nào dọn xe cũng với tiêu chí là dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài cho anh em chơi. Tại vì dòng xe này là dòng xe cổ, mình dựng lên mình bán, cho nên là phải là full mới. Đa số bên em xe dựng là full mới, trừ những xe ghim, sườn lốc ghim, đồ ghim nguyên xe nha mọi người. Rồi, anh em thấy kết thì cứ alo em, số điện thoại của em là 0767 390 140. Em tên Khôi nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Chào tạm biệt mọi người.